Ngọc trai chửi thẳng, mặt là mặt dày, tiểu nhân, lập tức quản lý Bùi Tiến Dũng vào đáp trả, nhưng vẫn bị phũ không thương tiếc. Diễn viên võ Ngọc trai vô cùng bức xúc khi quản lý thao túng trang cá nhân của Bùi Tiến Dũng cùng một số cầu thủ khác của U23 Việt Nam mấy ngày vừa qua, cư dân mạng đã tìm ra những bằng chứng cho rằng quản lý thao túng trang cá nhân của Bùi Tiến Dũng cùng một số cầu thủ của U23 Việt Nam, thậm chí họ còn nghĩ quản lý của Bùi Tiến Dũng đã nhắn tin cho Angela Phương Trinh. Đỗ Mỹ Linh để tạo sở can đan. Sau khi đọc những thông tin này, nam diễn viên Võ Ngọc Trai thẳng thắn nhắn nhủ đến quản lý của Bùi Tiến Dũng. Người đại diện cầu thủ là nghề không mới trên thế giới, nhưng lại chưa được công nhận tại Việt Nam. Hư hay tốt là lúc trên đỉnh Vinh Quang. Âm mưu của chị là gì em không biết, nhưng làm ơn đừng dính gì đến tụi nhỏ. Với lại lần sau tụi nhỏ lai chiêm thì chị bấm nút ra chỗ khác. Đừng có chọt cái mồm vào, tụi em không có nhu cầu nghe hay xem chị, ok. Nếu những chuyện này là thật, và chị vẫn được làm công việc này. Em sẽ không lạ khi sau này, lòi ra chị là con ông này, hay cháu bà kia. Chị à, nếu có xui rủi mà đọc được ta tút của em, thì em khuyên chị nên thay đổi, đừng có dùng kế hèn tiểu nhân, làm phiền người quân tử. Đọc đến đây mà vẫn chưa thay đổi. Thì mặt chị dày, ấy chết em xin lỗi em bậy quá, mặt chị vẫn dày, nhưng ý chính của em, là em không có sức ảnh hưởng như em nghĩ. Chỉ vậy thôi, chị là ai, em không biết và cũng không cần biết, chị đi ra đi, hết kiếp nạn trên không, đến kiếp nạn truyền thông. Tội tụi nhỏ, muốn tư mà yêu ma cứ quấy phá, ta tút của võ ngọc trai, đã được quản lý của Bùi Tiến Dũng đọc. Và cô cũng lên tiếng chia sẻ dưới bình luận, cảm ơn bạn Ngọc Trai đã nhắn nhủ. Mình và Bùi Tiến Dũng có thể kết bạn với bạn được không vì cả tem mình hâm mộ bạn lâu rồi thật lòng đó tuy nhiên ngọc trai cũng đáp lại giả không chị em phun rồi mà nếu không phun em cũng không có nhu cầu kết bạn với chị chị thông cảm khi em thẳng tính quá nha ngọc trai từ chối lời kết bạn trên facebook của quản lý bùi tiến dũng Thủ môn Tiến Dũng có mắc bệnh ngôi sao Được người hâm mộ yêu mến vì những đóng góp không nhỏ vào chiến tích lịch sử của U23 Việt Nam. Tuy nhiên, thủ môn Bùi Tiến Dũng đang tự mình đánh mất dần trái tim người hâm mộ vì một bài đăng trên Facebook sau thành công ở giải U23 châu Á, thủ môn Bùi Tiến Dũng bỗng trở thành một cái tên hot trên mạng xã hội. Điều này được thể hiện rõ khi số lượt theo dõi trên trang Facebook cá nhân của Tiến Dũng tăng chóng mặt lên tới gần 2,7 triệu người theo dõi. Đây là một con số quá ấn tượng dành cho một cầu thủ bóng đá ở Việt Nam và mới chỉ 20 tuổi. Tiên Dũng được sự yêu thích của người hâm mộ không chỉ bằng tài năng mà nụ cười hồn nhiên, chân thật, đúng như tính cách của anh, còn là yếu tố giúp anh chiếm được trái tim đông đảo người hâm mộ. Số lượt theo dõi khủng trên trang cá nhân của Tiên Dũng đã cho thấy sự quan tâm yêu thích cũng như ngưỡng mộ của người hâm mộ dành cho chàng thủ môn người Thanh Hóa là rất lớn. Đây cũng là thành quả xứng đáng cho Tiến Dũng vì những màn trình diễn quá ấn tượng ở giải đấu vừa rồi, đặc biệt là những đóng góp không nhỏ của anh vào chiến tích lịch sử U23 Việt Nam. Tuy nhiên mới đây, chàng thủ môn sinh năm 1997 đã khiến không ít các cổ động viên yêu mến anh phải thất vọng vì một bài đăng trên trang cá nhân. Cụ thể bài đăng của Tiến Dũng như sau. Dũng xin thông báo là hiện có quá nhiều Facebook ảo của Dũng. Bởi vậy, Dũng và những người bạn đã thành lập group fan lớp này để cùng xây dựng cộng đồng yêu bóng đá. Trong đó, Dũng và mọi người sẽ thường xuyên chia sẻ thông tin chính thức tại đó. Trong fan cũng chọn ra các trưởng fan lớp ở tất cả các đầu tỉnh thành tại Việt Nam. Chúng ta sẽ kết nối fan club toàn quốc để có thể có các hoạt động hữu ích giúp cho các cầu thủ khác nữa, không chỉ riêng các cầu thủ ngôi sao được nổi đến liên tục gần đây. Trong đội bóng không có ai là ngôi sao cả, chỉ có một ngôi sao trên ngực áo cầu thủ thôi, nhớ share giúp bọn tớ để mọi người không vào nhầm các facebook ảo nhé. Người hâm mộ trên mạng xã hội của Thủ Thành 21 tuổi đã tỏ ra vô cùng thất vọng, thậm chí có người còn cho Tiến Dũng là đang mắc bệnh ngôi sao. Nhiều cổ động viên tỏ ra khá thất vọng, thậm chí là tức giận trước bài đăng của Tiến Dũng. Một số người cho rằng thủ môn 21 tuổi nên tập trung chơi bóng, vì chỉ chơi bóng hay thì người hâm mộ mới dành sự yêu thương và quan tâm đến anh có người tự an ủi mình khi cho rằng đây không phải là bài đăng của tiến dũng rất ít lượt bình luận ủng hộ thủ thành của câu lạc bộ thanh hóa sau bài đăng ở trên tiến dũng nhận nhiều gạch đá từ cổ động viên thậm chí nhiều người còn tự hỏi rằng đây có phải là bài đăng của tiến dũng đăng hay do một người quản lý trang cá nhân của anh đăng tiến dũng vô tình khiến trái tim của người hâm mộ dành cho mình có thêm một vết xước Hiện tại, thủ thành 21 tuổi đang là người của công chúng và của giới truyền thông. Thành công được rỡ của U23 Châu Á kéo theo đó là sự tung hô của giới truyền thông đã khiến chàng cầu thủ trẻ tuổi này đang dần đánh mất chính mình. Tiến Dũng vừa đăng hình, Đức trên ngay lập tức kéo nguyên đội hình U23 Việt Nam vào thả thính. thủ môn quốc dân Bùi Tiến Dũng sẽ phải dự bị khi về Thanh Hóa. Rực sáng trong kỳ tết của U23 Việt Nam nhưng Bùi Tiến Dũng nhiều khả năng sẽ tiếp tục phải ngồi dự bị ở Thanh Hóa tại v 2018. Trong thành tích á quân châu Á của U23 Việt Nam, Bùi Tiến Dũng cùng với Quang Hải là hai ngôi sao lớn nhất của đội tuyển. Tiến Dũng đã hai lần liên tiếp chiến thắng trong các loạt luân lưu, anh cản phá vô số cơ hội, làm nản lòng các chân sút của đối thủ. Sự ổn định xuyên suốt từ đầu tới cuối của Tiến Dũng mang tới niềm tin cho các đồng đội. Dù vậy, màn trình diễn ấy vẫn chưa đảm bảo cho Tiến Dũng một vị trí chính thức khi trở lại câu lạc bộ. Đánh giá về cầu học trò, huấn luyện viên thủ môn Nguyễn Chí Công của Thanh Hóa nhận xét là Người thầy gắn bó lâu năm, tôi biết tiềm năng của Dũng, tương lai em ấy có thể giữ được khung thành của Thanh Hóa và tuyển Việt Nam. Nhưng hiện tại, thanh thắng thủ môn số 1 của Thanh Hóa mùa 2017 đang có phong độ tốt, việc chuyên môn tôi không thể thiên vị cho một thủ môn khác được. Mấy năm nay Thanh Hóa đều đặt mục tiêu vô địch nên chúng tôi không thể ưu ái thủ môn khác dù đó là sản phẩm của câu lạc bộ tự đào tạo, ai tốt hơn thì người đó sẽ bắt chính. Tới đây, khi dũng về câu lạc bộ, nhiều người đang kỳ vọng ở Dũng, nhưng nói thật sẽ rất khó cho Tiến Dũng khi Thanh Thắng, Vũ Ngọc đều có chuyên môn tốt, cạnh tranh trong khung thành Thanh Hóa sẽ rất khốc liệt, huấn luyện viên Chí Công chia sẻ. Thực tế, mùa giải 2017 cũng cho thấy Bùi Tiến Dũng đã phải ngồi ngoài trong phần lớn thời gian, anh chỉ được vào sân đúng 6 trận, trong đó 4 trận đến vào giai đoạn cuối mùa bóng. Sau 6 trận, Tiến Dũng để lọt lưới 5 bàn, một thành tích không quá ấn tượng. Điều nghịch lý là cũng trong khoảng thời gian đó, Tiến Dũng có 9 trận bắt chính ở U20 và U23 Việt Nam. Nếu tính cả các giải giao hữu, thủ thành này phải có tới gần 30 trận cho hai đội tuyển trong vòng 1 năm. Sự trưởng thành của Tiến Dũng khiến huấn luyện viên Chí Công cũng phải ngỡ ngàng. Tôi không ngạc nhiên vì thành tích của Dũng bởi tôi trực tiếp huấn luyện em ấy. Tôi luôn hiểu tiềm năng của Dũng nhưng tôi bất ngờ vì Dũng chín quá sớm. Tôi đã nghĩ phải một năm, 2 năm nữa em ấy mới trưởng thành, học trò của mình thành danh sớm thế là điều tôi rất vui. Một trong những lý do chính dẫn tới sự trưởng thành của Tiến Dũng nằm ở giáo án huấn luyện của Thanh Hóa. Mùa trước huấn luyện viên Lopko Trbovic đã mang về Thanh Hóa bộ giáo án thủ môn của Rep Nhờ giáo án mới, Tiến Dũng đã tiến bộ rất nhiều. Mùa này, hai đối thủ chính của Tiến Dũng là Thủ Thành Thanh Thắng sinh năm 1988 và Tân Binh Bửu Ngọc năm 1991. Thanh Thắng đang là lựa chọn số 1 của đội bóng, còn Bửu Ngọc cao 1m91 là cựu tuyển thủ U23 và tuyển quốc gia Việt Nam. Bên cạnh chuyên môn, một lo lắng khác cho Tiến Dũng là anh có thể bị sao lãng vì những lùm xùm ngoài sân cỏ. Tuy nhiên, huấn luyện viên Chí Công khẳng định, tôi biết tính Dũng em ấy có tài và lại có đức. Dũng là học trò của tôi, tôi tin rằng Dũng sẽ không bao giờ kiêu ngạo em ấy cầu tiến ham học và luôn muốn phấn đấu. Nhiều hôm tôi đều phải ra răng dục Dũng đi về vì em ấy cứ đòi ở lại tập thêm suốt. Một lợi thế khác cho Tiến Dũng trong mùa giải mới nằm ở huấn luyện viên Marian Marihai, cựu giám đốc kỹ thuật của Liên đoàn bóng đá Romania mới tiếp quản ghê nóng ở Thanh Hóa chưa lâu. Ông chắc chắn sẽ theo dõi màn trình diễn của Tiến Dũng tại U23 Việt Nam. Đó là cơ hội để Tiến Dũng dẫn trước các đối thủ trong cuộc đua giành vị trí số 1 trước khung thành Thanh Hóa. Tôi tin Tiến Dũng sẽ là số 1. Trái với quan điểm của huấn luyện viên chiếc công, cựu trợ lý thủ môn U-20 Việt Nam Võ Văn Hạnh tin rằng Dũng đã trưởng thành quá nhiều rồi. Trước giải U-23 châu Á, ta còn có thể nói cậu ấy dự bị. Nhưng bây giờ, Dũng đã lớn hơn, đã chững chạc rất nhiều. Tôi tin cậu ấy sẽ là vị trí số 1 của câu lạc bộ Thanh Hóa. Tôi không chủ quan khi nhận định lúc này không phải Dũng cạnh tranh với người khác mà người khác phải cạnh tranh với Dũng. U23 Việt Nam và tuyển quốc gia khác nhau, nhưng với những gì Dũng đang thể hiện, tôi tin rằng Dũng, Văn Lâm và Tuấn Mạnh sẽ tạo ra một cuộc cạnh tranh thú vị ở đội tuyển. Chọn ai trong số họ, bắt chính đều là việc rất khó, quả bóng vàng Việt Nam 2001 khẳng định.